Ngày 18 tháng 8, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Thành, 37 tuổi, về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào sáng ngày 20 tháng 7, Thành trà trộn vào phụ huynh đưa con đi học tại một trường mầm non trên địa bàn thành phố Huế. Sau đó, Thành đi thẳng vào phòng hành chính của trường, lấy trộm một điện thoại di động được định giá gần 10 triệu đồng và 4 triệu tiền mặt rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Huế nhanh chóng xác minh, truy xét đối tượng gây án. Đến ngày 11 tháng 8, Công an bắt giữ được Thành, đồng thời thu hồi tang vật của vụ án. Được biết, Thành là đối tượng có 7 tiền án tiền sự liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản và ma túy.